Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2, sáng thứ Sáu ngày 22 tháng 3 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay nói chuyện về chính trị của nước Mỹ một chút xíu, nói về Thượng viện. Thượng viện của Mỹ hiện nay là bên phía đảng Dân Chủ được gọi là đa số, còn bên phía đảng Cộng Hòa được gọi là thiểu số. Nhưng mà năm nay nếu cuộc bầu cử vào cuối tháng 11 năm 2024 thì người ta dự trù thì đảng Cộng Hòa sẽ trở thành là 51 hoặc 52 ghế trở thành đa số, mà đảng Dân Chủ lại là thiểu số. Những ghế nào của Thượng viện đang gặp những sự lung lay đó? Ghế thứ nhất là của bà Kristen Sinema thuộc Đảng Dân Chủ ở tại Arizona. Tiểu bang Arizona trước đây là tiểu bang màu đỏ thuộc đảng Cộng Hòa. Nhưng mà cuộc bầu cử năm 2018 và năm 2020, vì có những vấn đề tranh cãi của cựu Tổng thống Donald Trump thì có những người họ ngã về phía đảng Dân Chủ. Nên bà Kristen Sinema đã thắng cử vào năm 2018, đó là lần đầu tiên bà thắng cử làm chức thượng nghị sĩ liên bang của Mỹ thuộc tiểu bang Arizona. Và có lẽ đó là lần đầu tiên đảng Dân Chủ giành được ghế ở tại Arizona. Bà Kristen Sinema đó, bà này sinh năm 1976. Năm nay là 48 tuổi. Bà thấy rằng kỳ này Arizona lại có làn sóng ngã về phía đảng Cộng Hòa, mà bà e ngại nếu mà bà lấy danh là đảng Dân Chủ thì bà sẽ khó mà được đề cử và thắng thế. Nên bà tuyên bố: năm nay tôi ra tranh cử với tư cách là độc lập, independent, để bà hy vọng là người độc lập như vậy bà có thể xé phiếu được của đảng Cộng Hòa và lấy phiếu của những người độc lập. Đó là chiêu chính trị của bà Kristen Sinema, hy vọng giữ lại được ghế của bà ở tại Arizona. Và khi mà đắc cử rồi đó thì người ta vẫn giữ trù, miệng bà thì nói là độc lập nhưng mà bà sẽ bỏ phiếu theo đảng Dân Chủ. Dẫu vậy, nhiều người nghĩ rằng ghế đó của bà sẽ chao đảo và đảng Cộng Hòa sẽ lấy được ghế này ở tại Arizona vào bầu cử tháng 11 năm 2024. Ghế thứ hai mà tôi muốn nói là ghế của Thượng nghị sĩ Bob Menendez ở tại New Jersey. Ông Bob Menendez trong vài tháng qua đã bị Bộ Tư pháp của Mỹ truy tố về tội nhận hối lộ lên tới nhiều triệu đô la. Và ông nhận hối lộ như thế, ông làm mở ngoặc đóng ngoặc là agent, là nhân viên của nước Qatar. Chuyện này tôi đã có những clip nói về thượng nghị sĩ Bob Menendez rồi. Nhưng hôm nay tôi xin nói về đảng Dân Chủ không có hài lòng với ông Bob Menendez trước những việc mà họ truy tố như thế. Từ thống đốc ở New Jersey cho đến trung ương của đảng Dân Chủ cho đến cả Tổng thống Joseph Biden, ai cũng yêu cầu ông hãy từ chức và rời khỏi chính trường. Nhưng ông này là một người dày mặt lắm, ông nhất định không rời bỏ chính trường. Hôm qua ông có tuyên bố là tôi sẽ không ra tranh cử với tư cách là đảng viên đảng Dân Chủ. Nhưng ông nói trống như vậy thôi, để người ta hiểu rằng ông có thể ra tranh cử với tư cách là ứng cử viên độc lập, y như bà Kristen Sinema ở tại Arizona, với tư cách là độc lập. Dẫu vậy, trong đảng Dân Chủ có một ngôi sao đang đi lên, một người gốc Hàn, đó là ông Andrew Kim. Ông này sinh năm 1988,
82. Vào ngày 12 tháng 7 này, ông được 42 tuổi. Ông đã thắng cử làm dân biểu liên bang ở tại New Jersey từ năm 2018. Như vậy là ông đã được 3 nhiệm kỳ 2018, 2020, 2022. Năm nay thấy tình thế ông Bob Menendez làm ô nhục ghế thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ, thì ông Andrew Kim, nếu gọi thân mật là Andy Kim, ra tranh cử để thay thế cho ông Bob Menendez. Ông Andy Kim được lòng người dân ở tại New Jersey và được lòng người dân người châu Á. Vì ông là khuôn mặt châu Á có lẽ là sáng giá nhất có thể đắc cử làm thượng nghị sĩ ở tại Liên bang Mỹ, nên nhiều người mong rằng ông Andy Kim đắc cử kỳ này. Vậy thì ghế của ông Bob Menendez người ta vẫn hy vọng là giữ được cho đảng Dân Chủ, nhưng ghế của thượng nghị sĩ Kristen Sinema người ta không nghĩ được như thế, người ta nghĩ rất là khó. Dẫu vậy đó, vì ông Andy Kim còn rất là mới cho cái ghế thượng nghị sĩ, thì người ta nghĩ rằng hy vọng với làn sóng đỏ mà do cựu tổng thống Donald Trump đang thổi vào trong tiểu bang New Jersey, thì ghế này nói là có thể giữ lại được cho đảng Dân Chủ, người ta vẫn cho rằng là lung lay. Ghế này đang đổi sang màu coi như là màu nửa đỏ, nửa xanh. Nửa đỏ, nửa xanh. Nó gần giống như màu tím rồi. Ghế này tháng 11 này người ta cũng sẽ theo dõi rất kỹ. Đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán thính giả liên quan đến hai ghế thượng nghị sĩ của Mỹ liên bang á, kỳ bầu cử năm 2024 mà đảng Dân Chủ có thể mất về phía của đảng Cộng Hòa, mà bây giờ nhiều người theo dõi. Góc nhìn của tôi thì tôi đã từng ứng cử ở bên Mỹ. Tôi hiểu rằng cuộc tranh cử lúc nào cũng gay go và đòi hỏi nhiều quyết tâm. Hy vọng ông Andy Kim, dầu rằng tôi đảng viên Cộng Hòa, tôi vẫn hy vọng cho ông thắng cử là vì ông là khuôn mặt da vàng ở tại Thượng viện, sẽ mang được nhiều sự cảm tình đối với những người châu Á như người Việt Nam chúng ta. Còn bên phía của Arizona thì tôi hy vọng ghế của bà thượng nghị sĩ Kristen Sinema sẽ rơi trở lại về cho phía đảng Cộng Hòa, để đảng Cộng Hòa có thế đưa ra những chính sách mà họ mong muốn. Tại sao tôi nói như thế? Tôi xin thú thiệt, đây là sự chủ quan của tôi. Vì cái nào chủ quan thì xin nói rõ ràng là chủ quan. Tôi là đảng viên Cộng Hòa, tôi muốn chuyện này là vì tôi nghĩ rằng chính sách của đảng Cộng Hòa ở tại Arizona tốt hơn cho người dân Arizona. Đó là góc nhìn chủ quan, hoàn toàn chủ quan. Và tôi xin thú thiệt như thế. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.